Hello, xin chào tất cả bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay thì mình sẽ thực hiện thử thách chinh phục mặt cua. Đây là nhà của bạn Bất Kỳ. Các bạn có thể thấy là hết Halloween rồi đúng không? Nhưng mà nhà bạn vẫn để Halloween nha. Kiểu như là lười chỉnh sổ các bạn. Nhưng mà được cái là avatar rất là mà lem tí. Để avatar kiểu này là chị em chắc chết mê chết mệt. Hèn chi mình thấy cái nhà lúc nào cũng đông hết mà không hiểu tại sao. Y khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Và đây là mặt cua rất là đặc biệt nha các bạn. Mặt cua để giải cứu Diễm My. Ủa Diễm My hả? Diễm My. Thiệt luôn á, mình phải mất mấy giây để định hình. Tại vì cái tiêu đề này các bạn. Đây 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 đây, mặt cua giải cứu Diễm Ngu. What the? Mình kiểu, ủa Diễm, Diễm Ngu là ai trời? Trời ơi các bạn coi mặt cua nó cao kìa. Mình kiểu, trời giải cứu Diễm My thì còn được 1 tỷ chứ giải cứu lên lên mặt cua mà giải cứu Diễm, Diễm Ngu. Không biết được cái gì luôn á. Má cứ lừa rồi các bạn à. Mình nghĩ là chủ nhà ghi nhầm thôi. Ok, bây giờ mình thấy là cái bạc cua này rất là cao luôn. Bây giờ mình sẽ tiến hành lên giải cứu Diễm My nha. Let's go. Đồng hành với mình ngày hôm nay á, là một số người bạn trong team. Mọi người mà nghe nói tới Diễm My là rất là háo hức các bạn ạ. Trời ơi, lật lật tham gia ngay, quyết chinh phục bằng được cái bạc cua này để gặp được Diễm My đó các bạn. Chịu nổi không? Cho nên là ngày hôm nay mình quyết định nhất định là phải chinh phục được cái bạc cua này để mà có thể giải cứu được chị Diễm My. Ta nói với thân hình bé nhỏ này thì không biết tôi cứu Diễm My hay là Diễm My cứu tôi nữa. Chưa gì á, mình mới đi có vài bước thôi thì đã thấy rất là chông gai rồi các bạn. Cái hàng rào sắc nhọn rồi bẫy rồi các thứ nữa rất là dễ rớt luôn. Mới đi có chút xíu rồi siêu à, cũng chưa có cao lắm ha. Trời ơi, khúc đầu mọi người không thấy không? Mọi người chen chân hai ba chị bé bự đè tôi muốn nhập lép như con tép luôn. Đó đó, mới nhắc qua em rồi đó. Em đứng đợi tôi đó. Chết rồi, một hồi bà xử lý tôi bây giờ. Dám nói xấu chị. Và bây giờ mình sẽ từng bước nhảy lên. Và các bạn có thể thấy căn nhà này xếp theo dạng là mình phải nhảy lên từng bậc nhảy lên mấy bức tường á. Giống như là cái mức độ của nó khó hơn những căn nhà mà lúc trước mình quay. Những cái nhà lúc trước thì chỉ cần đi một mạch lên là tới nơi. Còn cái căn nhà này thì phải nhảy lên. Như này thì nó rất là dễ bị rơi luôn nha các bạn. Hiện tại thì mình đã đi tới đây rồi. Trời ơi, trước mặt mình nè các bạn. Mẹ ơi, nó cao. Ui chua cha, chóng mặt quá mọi người ơi. Có thể ngủ ở đây một giấc được không? Bỏ Diễm My ai cứu một cứu đi. Chứ tôi thấy là nó cao quá rồi. Nếu mà mọi người đi á, thì mọi người nên đi nhẹ nhàng, từ tốn đó, chậm chậm thôi. Đừng có gấp gáp quá. Thì nếu mà đi nhanh quá thì rất là dễ bị rơi, phải đi lại từ đầu á các bạn, rất là cực. Mình đã đi được một xíu xíu rồi nè. Mà nãy giờ cũng rất là cao. Tới một cái cổng chào rất là đẹp luôn. Và ở đây là... sao ta? Mọi thứ nó hơi kiểu sắp xếp đang dở cỡ á các bạn. Mình nghĩ là sau này căn nhà này chắc hẳn là chủ nhà sẽ xây thêm một vài thứ ở đây. Chứ bây giờ chắc là cũng chưa hoàn thiện lắm đâu. Ok, bây giờ là trước mặt chúng ta. Trời ơi, bể cá hả? Sau khi mà qua cái hành trình thứ nhất là mình đi qua mấy bức tường, thì tới hành trình thứ hai sẽ là bể cá xếp ra hình dạng zig zag nha các bạn. Rồi mình sẽ lại mình check thử. Khá là đẹp luôn. Ok, lên.
Ok các bạn ơi, thì ở cái mức độ này á là nó đang dần dần khó rồi nè. Đó cho nên là mình sẽ đứng, mình đi chậm chậm lại để đợi mọi người nha. Nhiều khi các bạn thấy mình đứng hơi lâu á, tại vì mình phải đợi mọi người đông đủ rồi mình mới nhảy được. Nhiều khi rớt cái đám cái là xong rồi. Ui, rồi xong. Vừa mới nói xong rồi các bạn. Thế nói không nói thì thôi, nói ra Sukana. Tới le, trời ơi, không biết còn ai không nữa. Rồi, y may quá, còn các bạn ơi. Có đợt mình chơi á, trời ơi, sắp tới đích rồi mà mọi người xong rồi rớt cả đám luôn. Rất là uổng luôn, không ai chịu đứng lại hết trơn. Mạnh ai nó nhảy à. Với lại là mình chơi cũng khá là đông á, nó che khuất tầm nhìn đó các bạn. Đợt đó là leo cái nhà nào nó cũng khó lắm các bạn. Xong rồi đùng một cái ha, rớt cả đám rớt xuống. Trời ơi, đứng nhìn nhau ha ha ha. Không biết làm gì luôn. Ok, thì tới cái khúc này cũng rất là cao rồi. Mình leo nãy giờ chắc hơn 5 phút rồi đó các bạn. Mà mình chơi rất là đông người như này nè. Các bạn thấy không, che khuất tầm nhìn á. Nhiều lúc nó đát nữa, cho nên là rất là khó chơi. Mình cũng không có tập trung chơi nữa. Ok ok, còn một bước nữa thôi, lên. Ây da, cao quá nhờ. Hành trình cứu Diễm My coi bộ không phải dạng vừa đó các bạn. Khá là cao đó, không giỡn được đâu. Rồi, mình đã qua hết tất cả cái bục màu xanh rồi nè các bạn. Bây giờ tới bục màu vàng. Rồi xong luôn, nghỉ chơi. Hồi nãy giờ mình bị spam quá trời lên nè mọi người. Nên hơi lắc rồi. Mấy cái bục này hình như là ship không có ngay á các bạn. Cho nên là mỗi lần chơi nhảy theo cái đúng của mình á thì nó lại lọt xuống. Ủa mọi người đi đâu hết rồi ta? Ui, chết rồi. Nãy giờ Sukana cũng hơi bị nhiều á các bạn. Không biết sao mỗi lần rớt là nó rớt đều vậy á. Đợi mọi người, không biết mọi người đi đâu hết trơn. Rồi rớt. Ui, rớt hết rồi. Đó, hồi nãy các bạn thấy chưa, hồi nãy mà tôi mà nhảy mà rớt một cái là thôi xong phim. Tất cả mọi người đều rớt. Tôi mà không đứng lại là thôi toang. Tại vì tôi chơi tôi cũng sợ mọi người rớt hết á. Cho nên là lúc đầu đã kêu một bé trong tim đứng lại giữ chỗ rồi. Có gì mà tôi gọi điện á thì đi theo. Nhưng mà bé đó cứ nhảy hoài. Cho nên là tôi phải đứng lại giữ chỗ rồi quan sát tùm lum cái thứ coi còn ai không. Rồi cũng không có tập trung chơi nữa. Cho nên là rất là mệt mỏi luôn. Tới đây là hơi đuối rồi đó. Nhưng mà vì Diễm My cho nên là mình sẽ chinh phục. Ui, thấy chưa. Rồi tới lè cho nhanh các bạn ơi. Sắp tới đích rồi. Khúc này thấy hơi nguy hiểm nè. Để mình nhảy qua xem sao. Trời ơi, khúc này cũng rất là ghê nha các bạn. Gần tới đích rồi để giải cứu Diễm My mà hành trình vẫn còn rất là gian nan các bạn. Đây mình đang đứng đây để mà giữ chỗ cho mọi người nè. Để các bạn nhảy qua hát luôn rồi mình tới le cho nhanh. Ok, cuối cùng cũng tới được Diễm My trong lòng nè các bạn. Diễm My bị nhốt trong lòng mà bây giờ không có chìa khóa. Muốn tìm chìa khóa nữa phải đến tỉnh Thất Bồng Lai một chuyến nữa các bạn ơi. Ok, cuối cùng mình cũng đã chinh phục xong bắt cua căn nhà có tên là Bucky. Và đã giải cứu thành công Diễm My rồi nha các bạn. Căn nhà này phải gọi là cũng khó chứ không phải dễ đâu nha các bạn. Nhất là cái mấy bức tường mà lúc nãy mình chơi á. Chủ nhà xếp mấy cái nhánh cây lên mấy bức tường á các bạn. Để mà mình leo lên. Rất là sáng tạo luôn. Công trình này đánh giá ngàn sao luôn nha. Thì các bạn muốn chinh phục bạch cua á thì có thể đến nhà có tên là Bucky. Rồi, bây giờ sẽ chuẩn bị nhảy xem độ cao của căn nhà này như thế nào nha. Trời ơi, các bạn nhìn kìa, cao. Xuất sắc luôn. Hình chéo. May quá còn sống các bạn ơi. Rơi từ độ cao mấy ngàn mét xuống mà vẫn còn sống. Rồi, nếu mà các bạn thấy hay thì hãy cho mình một subscribe để ủng hộ cho kênh của mình nha. Chúc các bạn xem vui vẻ. Bye bye.